Audio Jungle. Mỗi năm cứ đến tháng 11, chúng em lại chờ đón ngày 20, ngày mà tất cả học sinh chúng em được dịp bày tỏ lòng mình với các thầy cô giáo, người đã có công dìu dắt, dạy bảo chúng em nên người. Từ những ngày đầu tiên, chúng em cắp sách đến ngôi trường mới, trường trung học cơ sở, trung học Đức Trí, chúng em đã gặp được các thầy cô. Những bài học đạo đức, những con chữ, con số dần dần hiện ra và truyền thêm cho chúng em biết bao nhiêu niềm hy vọng, biết bao nhiêu mơ ước. Với chúng em, sự biết ơn và kính trọng các thầy cô là vô bờ bến. Những giờ học toán cô Vân tuy căng thẳng nhưng luôn tràn đầy phấn khởi. Mỗi khi chúng em tự giải được đúng bài tập mà cô cho, mỗi lời động viên, nụ cười duyên của cô đã làm cho chúng em bớt căng thẳng, áp lực với từng công thức lượng giác hay hình học không gian. Cô luôn ân cần đến từng bạn để giảng giải những vấn đề mà chúng em chưa kịp hiểu. Những giờ học ngữ văn, giọng cô Quyên trong veo thánh thót như rất mật vào tai. Qua các tác phẩm, bằng giọng nói truyền cảm của mình, cô đã làm cho chúng em thêm yêu văn học, mặc dù lớp chúng em là lớp theo ban tự nhiên. Những giờ học hóa ồn ào, náo nhiệt vì các bạn tranh nhau lên bảng giải bài tập, rồi những lần tranh cãi khi giải bài tập luôn cần thầy Lâm để phân giải đúng sai. Những tiết học lý với thầy Sơn tuy vô cùng nghiêm khắc nhưng lại là tiết học mà chúng em yêu thích nhất. Không phải vì thích lý nhất mà vì chúng em quá yêu thầy. Thầy hay giày la chúng em nhưng mà lúc nào cũng quan tâm đến từng cảm xúc dù là nhỏ nhất của các bạn trong lớp. Với tiết nghề MOS với cô Phượng, học trực tiếp trên lớp thực hành vi tính là những tiết học mà chúng em cảm thấy mình phải cố gắng hoàn thành những đề thi quốc tế sớm và nhanh nhất để cuối năm có thể có được chứng chỉ tin học quốc tế như mà mình đã hằng mong ước. Tiếng Anh là môn học mà chúng em cảm thấy bản thân còn khá yếu, áp lực và căng thẳng. Nhưng mà nhờ những chỉ bảo tận tình của cô Liệu, những buổi học nhóm, trao đổi bằng tiếng Anh trong lớp mà so với đầu năm, lớp chúng em đã có kết quả tốt hơn rất nhiều. Những chỉ bảo tận tình cho mỗi bài thuyết trình của cô Lê Mai trong tiết giáo dục công dân đã giúp chúng em có kỹ năng trình bày vấn đề trước đám đông ngày càng tốt hơn. Cô như người mẹ hiền hậu, nhẹ nhàng và sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm khi chúng em mắc phải. Từ khi gặp được thầy Quang, chúng em mới hết sợ những tiết học thể dục. Thầy luôn bảo, sức khỏe là số 1, chúng em cần phải biết quan tâm tới bản thân, chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Có sức khỏe mới có thể học tập tốt được. Những buổi học thể dục đã không còn căng thẳng mà lại tràn đầy niềm vui và tiếng cười. Những buổi đánh cầu lông giữa các bạn đã giúp chúng em giảm bớt căng thẳng trong các tiết học văn hóa. Cha mẹ là người đã sinh ra chúng em hình thài và thể xác thì thầy cô là người bồi dưỡng và phát triển tâm hồn trí tuệ cho hình thài thể xác đó. Thầy cô đã dạy chúng em nhân cách làm người cao đẹp, bên cạnh đó có những kiến thức bổ ích để chúng em vững bước vào đời. Chúng em có được ngày hôm nay là nhờ công dạy dỗ của thầy cô, công lao ấy không tài nào diễn tả bằng lời nói bài viết. Thầy cô là ánh lửa thắp sáng cho chúng em những ước mơ, ý chí và nghị lực. Thời gian có thể trôi, vạn vật có thể thay đổi, nhưng những công lao của thầy cô thì vẫn mãi trong lòng chúng em. Bên cạnh những giờ học căng thẳng, với tập thể lớp 11A1, mỗi ngày đến trường là một ngày vui. 11A1 với Châm Ngôn, học hết sức, chơi hết mình, luôn là một trong những tập thể cố gắng trong học tập. Chúng em xin hứa sẽ không phụ lòng dạy dỗ của cha mẹ, thầy cô, mãi xứng đáng là tập thể lớp 11A1. Sang đưa em về trong trường sẽ mới hết thôi.